Đây là nơi. Yeah. What we? Đây là Thái. We international. So gang. 454. Yeah. Saigon, let's go. I got the whole world screaming out Vietnam. Getting recognition for my people I put on. Made it back home and now I'm cruising through Saigon. Trust that you don't want that best that bike on these bygones. I've been on this hustle. Ain't nobody can knock that. Took the whole decade to see people start to react. Through the struggles, motivated. Elevating your mind. A whole new generation with stories that just like mine. Adapt to the cave, cause time slowly it changes it. But after said and done, the money speaking all languages. Used to be ignorant, but now I see it differently. There's a bigger picture in this world than just you and me. Believed in myself, next you know it, I'm here. Years after years, so many trials and errors. We getting lifted and proving this ain't no gimmick. Cause I'm doing it big now, we stay winning to the end. Yeah, yeah. Về Sài Gòn để tôi xin. Mọi người sống vì đồng tiền và mỗi người là một người lính. Các em gái nhìn trông thật xinh nhưng 12 tuổi đã không còn trinh. Các quý tử trở thành giang hồ khi xung quanh không còn đường binh. Tao nhớ Sài Gòn xưa khi người thầy vẫn chưa phạm pháp, vẫn đi dạy dù nắng hay mưa và nói về chuyện đạo đức giả thưa. Đó là ngày xưa. Còn bây giờ mọi chuyện đổi khác. Các học sinh muốn được tốt nghiệp phải dùng thân mình để đổi giác. Để tôi đưa mày xuống quận 5 và đó là nơi khu tôi sống. Năm thanh nữ tú chạy xe với hàng ngụy luôn ở bên trong. Cẩn thận với cách mày sống và cẩn thận khi mày chịu rong. Bởi vì tao đã thấy được cảnh 15 thằng đắp một thằng tay không. Cẩn thận nhìn trước ngó sau khi mày đang ở trên đường phố. Người mày sợ không phải thằng cướp mà đó là thằng cô nơi bán hàng massage động đĩ. Tao thấy nó đi ra đi vô để cá tao nằm thấy tôi cũng phải làm đẹp cho Sài Gòn. Sài Gòn vào cuốn phổi, bao nhiêu khói xám và bụi đều bị nước miếng tao cuốn trôi. Nhắm mắt lại giữa đá sâu rồi khi thở toàn ra flow. Rong ruổi dưới trưa trời nắng da vàng đã trở thành da nâu. Sài Gòn này vẫn rất đẹp vì tao đã quen với những cái xấu. Người lao động luôn quẩn kiếp nghèo tự hỏi cuộc đời sẽ đi về đâu. Lũ con nít mở miệng chỉ thề đủ này đủ nọ trong từng câu. Ra đường nhìn thấy tai nạn ngay lập tức trở thành rainbow. Tao đang chạy xe trên phố, tao chạy xe như vượt địa hình. Hết lông đốt rồi tới ổ gà xe buýt tức đào tật bất tình hình. Nạn kẹt xe là rất tình hình, người ta leo lời kiếm mất bình tĩnh. Nghèo khó thất tình bất bình, để rồi từ đó tội ác nảy sinh. Tao dẫn mày vào Sài Gòn, nơi đồng tiền làm nên quyền lực. Nếu mày không biết cách sống thực thì chỉ tồn tại trong miền ký ức. Giấy trắng với viết mực, kẻ chiến thắng không cần phí sức. Sài Gòn này vẫn rất đẹp, dù cho cuộc chiến thì chưa chấm dứt.